Suy niệm lời Chúa thứ bảy tuần 4 mùa chay. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Các vệ binh trở về trả lời: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Suy niệm: những người lính trong toán vệ binh đền thờ được chỉ thị đi nghe ngóng và bắt Chúa Giêsu điệu về cho các bậc vị vọng kia xử lý. Nhưng họ đã trở về tay không. Đã thế, họ còn ghen trả lời không hề sợ hãi: xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy. Bất tuân thượng lệnh như vậy không có nghĩa là họ sẽ bị bể nồi cơm, mà họ còn bị những người có chức có quyền kia liệt vào hạng người bị nguyền rủa. Tuy không có nhiều kiến thức uyên bác về kinh thánh và luật Mô-xê như các thượng tế kinh sư Pha-ri-sêu, nhưng họ lại giàu lương tri, họ không thể bắt người vô tội. Hơn nữa, những người đơn sơ ấy thật là dũng cảm, đã dám nói lên sự thật dù có bị trù dập. Các anh vệ binh ơi, chúng tôi khâm phục các anh. Các anh vẫn có thể bắt Đức Giêsu điệu về cho các thượng tế mà không có lỗi gì. Các anh chỉ làm theo lệnh cấp trên. Các anh cũng có thể né tránh trách nhiệm, chưa bắt được vì quần chúng đang ủng hộ người ấy. Thế nhưng các anh đã quyết không làm điều sai trái và dám can đảm nói lên sự thật. Hành động của các anh có khác gì các anh đang làm chứng cho Đức Kitô? Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Các anh xứng đáng hưởng mối phúc thứ 8 đó. Chúng tôi khâm phục các anh. Các anh vệ binh ơi, sống lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tập tâm sự với Chúa bằng lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa, con hổ thẹn khi suy ngẫm lời chứng của các anh vệ binh. Xin Chúa ban sức mạnh cho con dám làm chứng cho Chúa, cho công bằng và chân lý. Amen.